Những ngày mưa gió nồm ẩm, không nắng sẽ gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho cơ thể, thậm chí là quần áo phơi rất lâu khô và có thể gây ẩm mốc. Đừng lo lắng, đã có máy hút ẩm thông minh Akuno giúp loại bỏ độ ẩm, cho ra không khí luôn khô ráo, thoáng mát, thoải mái và dễ chịu. Akuno sử dụng một thiết kế tinh tế, hiện đại cùng với hệ thống 4 bánh xe xoay 360 độ giúp di chuyển linh hoạt và dễ dàng. Cùng với màn hình lớn hiển thị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực vô cùng trực quan. Đặc biệt, bạn có thể thao tác chạm cảm ứng cực kỳ tiện lợi hoặc có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Smart Light trên điện thoại. Với nhiều chức năng thông minh như bật tắt nguồn, chế độ sấy quần áo, hẹn giờ, cài đặt độ ẩm, lọc ion âm, chọn chế độ gió, chế độ yên tĩnh không làm phiền đến giấc ngủ của bạn. Hơn thế nữa, máy còn được trang bị hệ thống an toàn sẽ tự động ngừng khi đầy nước hoặc độ ẩm trong phòng đã đạt tới ngưỡng độ ẩm cài đặt. Đồng thời, bộ lọc kép có khả năng hấp thụ mùi, lông và các hạt bụi lớn, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh khi cần. Akuno phù hợp cho các căn phòng dưới 50m2 với công suất hút ẩm mạnh mẽ sẽ giúp cho không khí trong phòng luôn khô ráo và dễ chịu, bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu trong gia đình.